Kính thưa quý khán giả, những người sinh năm Mão là người lạc quan, vui vẻ, không muốn sống cò bó, có chí tiến thủ theo đuổi lý tưởng, nhưng do khả năng thực hiện yếu kém nên nhiều chuyện không thành, để có xu hướng mới là đi đầu, có ý thức phòng bị. Vậy tuổi Mão sinh vào giờ nào là tốt? Số phận tuổi Mão mỗi giờ sinh sẽ ra sao? Thì mời các bạn cùng theo dõi trong video này. Nếu mà tuổi Mão sinh vào giờ tí thì người tuổi Mão sinh vào nửa đêm từ 11 giờ cho đến 1 giờ là trong mạng đào hoa sát. Nam nữ tuổi Mão sinh vào giờ này đều là người phong lưu, đa tình. Họ không coi trọng hôn nhân, gia đình, có nhiều dấu hiệu ly hôn sống. Nữ mạng có hiện tượng lấy hai chồng và họ coi đàn ông như đồ chơi trong tay mình và không coi trọng chuyện ly hôn hay là chuyện kết hôn. Còn sinh vào giờ tỵ thì người tuổi mão sinh vào giờ buổi sáng từ 1 giờ cho đến 3 giờ thì họ thông minh, lành lợi, tính tình cởi mở, chi khí cao ngút. Lúc còn trẻ thì họ siêng năng học hành, lành lợi, không màng vụ lợi cho bản thân, là người đáng tin cậy để kết bạn, luôn có trí, có thể tha thứ cho những lỗi lầm của bạn, danh chính ngôn thuận rõ ràng, thiện lương. Tuổi Mão sinh vào giờ này có một cuộc đời bằng phẳng, an hưởng tuổi già. Còn sinh vào giờ dần, thì tuổi Mão sinh giờ dần từ 3 giờ cho đến 5 giờ. Cho nên, khi hỏi người tuổi Mão sinh vào giờ nào tốt thì giờ dần không hẳn là một lựa chọn phù hợp cho quý anh chị. Tuổi Mão sinh lúc 3 giờ cho đến 5 giờ sáng là người có tính tình ngay thẳng, cởi mở và tài dối không chịu nghỉ ngơi lục thân huynh đệ thì lại không giúp đỡ được không dỡ được vào tổ tiên bạn là người tây không thành lập gia nghiệp dễ sinh thị nộ ái ố sinh và giờ mão tuổi mão sinh và giờ mão tức là từ 5 giờ cho đến 7 giờ người này thông minh dội giang, ý chí kiên cường không sợ gian khổ sẵn sàng bất chấp theo đuổi sự nghiệp của bản thân Người tuổi Mão nếu sinh vào giờ Mão thì cả đời được ví nhân trợ giúp, sự nghiệp phát triển không ngừng, công thành, danh tội, danh nổi, tự phương. Người tuổi Mão sinh vào lúc 5 giờ cho đến 7 giờ sáng thì có trạch mã tinh nên những người tuổi Mão sinh vào giờ này có thể xông pha trọng mạc và dành nhiều thắng lợi trong lĩnh vực chính trị. Khi có quan chức có tướng người tuổi này sinh vào giờ này là người hỗn hỉnh khôn ngon hiểu biết rộng không vì cuộn đọt gian khổ mà có dũng khí xông pha nên khiến người sinh vào giờ này được người khác ngưỡng mộ còn sinh vào giờ thìn thì tuổi mão sinh vào giờ thìn từ 7 giờ cho đến 9 giờ thì sương mờ mù mờ mịt nhắc thời không rõ người này thông minh dội gian ý chí kiên cường không hề nào khó khăn trong mệnh có dịch mã nên phần nhiều phải rời xa cố hương thì mới làm nên nghiệp lớn tuy nhiên thì cơ hội không có nhiều cần phải năm bác thật tốt mới có thể thuận lợi tuy nhiên thì sinh vào giờ thìn không quá tốt tuổi mão còn phải chịu một vài vấn đề về hôn nhân tranh cãi có kẻ thứ ba xuất hiện phá hội chuyện hạnh phúc của quý anh chị còn sinh vào giờ tỵ thì tuổi mão sinh vào giờ tỵ tức là từ 9 giờ cho đến 11 giờ thì mệnh có dịch mã bôn tẩu tứ phương người tuổi mão sinh vào sinh vào giờ từ 9 đến 11 giờ sáng thì đời này tính tình khô khan miệng mà không có tâm dày công mỏng manh suốt đời chạy vậy lục thân không nơi nương tựa tự lực tự cường sớm lập nghiệp như ý còn sinh vào giờ ngọt thì tuổi mão sinh vào giờ ngọ từ 11 giờ cho đến 13 giờ thì vợ chồng hiền đẹp gặp nạn được cứu làm nguy vô sự tai người tuổi mão sinh lúc 11 giờ do gặp may mắn và số mệnh đã trúng nên có quý nhân giúp đỡ trong sự nghiệp người này ngồi hình đẹp thì đàn ông lấy được vợ đẹp đàn bà lấy được chồng tài giỏi vợ chồng tình cảm thuận hòa người tuổi mão sinh vào giờ này không có cha mẹ anh chị em phụng dưỡng cả đời không gặp tai họ gì tương đối lớn còn sinh vào giờ mùi nếu tuổi mão sinh vào giờ mùi từ 13 giờ cho đến 15 giờ thì hợi mão tâm hộp thông minh sức chúng người tuổi mão sinh vào giờ mão từ 11 giờ đến 3 giờ những người sinh vào giờ này là những người thông minh tài giỏi và có năng lực trong sự nghiệp cơ nghiệp của tuổi tiên sâu dày và cha mẹ có tài giỏi người tuổi mão có thể được tổ tiên giúp đỡ nữ tuổi mão sinh vào giờ này có hung tinh xung quanh có trở ngại trong phát triển sự nghiệp cần chú ý đến sự đoàn kết của những người bạn cùng chỉ hướng xung quanh mình để có thể vượt qua được những cái nguy hiểm mà bản thân không lường trước được cầu sinh vào giờ thăng thì tuổi mão sinh vào giờ thân từ 15 giờ cho đến 17 giờ thì người tuổi mão sinh vào 3 giờ cho đến 5 giờ dần cuộc đời có nhiều thanh trầm cha mẹ khó ở bên nhau cha anh chị cũng khó có mức sự tự nhiên thì nam và nữ sinh vào giờ này sẽ bị nghiệt đức chịu mệnh Cuộc đời của người tuổi mão sinh giờ này không có tài ương, may mắn có thể biến thành thiên thời. Những người tuổi mão sinh vào giờ này coi sự sống gió cuộc đời là một cơ hội rèn luyện sức khỏe và học được những bài học không thể mua được bằng tiền có thể làm một sự nghiệp bằng ý chí mạnh mẽ của bạn mệnh còn sinh vào giờ dậu thì người tuổi mão sinh vào lúc 5 đến 7 giờ chiều người này đảm đang nhiều tính toán tổ tiên làm anh tầng lụi bỏ nhà lập nghiệp anh em ít được nhờ vả làm nhiều việc để mưu sinh, có vĩ nhân phụ trợ trong suốt cuộc đời. Họ là người coi trọng sự công bằng mà bỏ mặt nhân tài, dễ hô tài tặng lọc, không thể phát tài sớm, chăm chỉ làm việc, thì năm 30 tuổi mọi việc được hành thông, 38, 9, 40 tuổi là có thể tội nghiện đối với danh vọng của mình sinh vào giờ tốt tuổi mạo sinh vào giờ tốt từ 19 đến 21 giờ từ tù mạo sinh vào giờ này nam và nữ đều gặp phải tử vi tất tinh tuy số mệnh cuộc đời gặp gần nhiều rắc rối nhưng tuy nhiên bạn có thể gặp chữ họ lành về sự nghiệp thì nam nữ tuổi mão có thể làm việc chăm chỉ dám đấu tranh với vận mệnh có thể vươn lên trong khó khăn đạt được nhiều thành quả phi thường cùng người khác cuối cùng cũng vượt lên được trận trước khiến mọi người phải nể phục. Những người sinh vào giờ này nên hãy xem lại bản thân nhiều hơn khi gặp thất bại, còn hợp tác với người khác thì cần phải chịu nhiều thiệt thòi, càng có lợi cho việc phát triển sự nghiệp của bản thân mình. Sinh vào giờ hợi thì tuổi mão sinh vào giờ hợi tức là từ 21 giờ cho đến 23 giờ thì tuổi mão sinh vào Giờ này, người tuổi mão sinh vào giờ này có nhiều thanh trầm trong suốt cuộc đời. Nhiều điều khó lường có thể sẽ xảy ra, nhưng những người tuổi mão sinh vào thời điểm này có tổ tiên tốt, có thể giúp đỡ cha mẹ và anh chị của họ. Chỉ cần họ điều chỉnh hành động của mình, bất cứ lúc nào họ có thể tránh được những cái trở ngại không cần thiết. Kính thưa quý anh chị, nếu cảm thấy video hay thì hãy cho kênh xin một like và một lượt subscribe. Kính chúc quý anh chị một năm an khang thịnh vượng.